Cái này là cái Robitussin này, dùng trong bộ hồ trộn của foam system hoặc là foam system hoặc là dispersion system. Cái nguyên lý hoạt động của này là cái này là sẽ cho foam vào, mình đây là đường nước ra, đường nước mạnh nó sẽ hút foam từ đây xuống nó đi ra. Cái này nguyên lý nó cũng giống như một cái injector, nhưng mà trên đây nó có một cái bộ phận dùng đó mà nó điều tiết lưu lượng của foam đi vào, một phần giống như là tiết lưu của foam đi vào cho cái tỷ lệ hồ trộn phù hợp. Cái nguyên lý của nó cũng giống như cái hình vẽ đây. Đây là cái đầu nuôi dồn vào của đường nước biển vào. Ở đây nó sẽ có một cái nuôi dồn nhỏ nhỏ, tiếp diện nó nhỏ lại so với bình thường. Tại vì nhỏ cho nên áp lực nó sẽ tăng lên, nó sẽ kéo theo cái form ở trên đường này xuống. Ở nên nó tạo một cái vacuum để hòa trộn form về nước thì là phù hợp, gọi phun ra. Đây, nó dựa theo định luật Bernoulli á. Né vậy.